Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Thì hiện tại Hưng đang ở Auto 365 Mỹ Đình và ngày hôm nay Hưng và đội ngũ của Hưng ra Hà Nội. Thì kế bên Hưng đây là một em Kia Carnival. Thì cái câu chuyện là chiếc này là mới lấy thôi anh em. Mới đi được 96 cây, có nghĩa là vừa lấy từ trong hãng ra và đem qua Auto 365 Mỹ Đình để nâng cấp. Thì bên Hưng có ra đây để làm nâng cấp cho cái con này. Thì chiếc xe này nó khá là đặc biệt. Đặc biệt hơn hẳn những chiếc xe mà trước đây Hưng từng làm. Mặc dù là cái sản phẩm mà Hưng đội cho chiếc Kia Carnival này thì đã là cái sản phẩm thứ năm Hưng làm rồi. Nhưng mà Hưng lúc nào Hưng cũng khá là nhiều cảm xúc khi mà làm những cái ghế như thế này. Đây, chiếc xe này không có độ cá nhân hóa, cũng không có độ những cái gối độ limousine hay bọc da gì hết. Mà chiếc Kia Carnival này được mua để độ một cái ghế hỗ trợ người lớn tuổi. Có nghĩa là mẹ của anh khách này cũng lớn tuổi và anh ta mua chiếc xe này để làm cái ghế này để có thể chở mẹ của anh ta, có thể cùng anh ta đi nhiều nơi đó. Và mẹ của anh ta lớn tuổi cho nên các bạn cũng biết là những cái người lớn tuổi rất khó để mà di chuyển lên xuống xe hơi. Thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người cái câu chuyện này và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người về cái sản phẩm này. Và hiện tại như mọi người có thể lại gần đây và có thể xem là bên trong này đó. Hưng mời anh cameraman lại, gần một xíu đó. Mấy lần trước anh cameraman quay cái đứng yên có một chỗ không quay rõ, cái bị người ta nói quá trời. Đây, mọi người có thể thấy cái bộ ghế này là cái bộ ghế đã được nâng cấp lại và đây là hoàn toàn ghế hoàn toàn mới nha. Cái ghế zin trên xe này là được lấy ra và trên cái ghế này được may lại da, cũng là da zin của Kia Carnival luôn, không phải là da thay mới. Thì cái ghế này cái chức năng nó như thế nào đó, hoạt động ra sao mà được gọi là ghế hỗ trợ người lớn tuổi và người khuyết tật, những người mà có khiếm khuyết cơ thể giống như là chúng ta sẽ khó đi lại á, thì cũng cần những cái ghế như thế này. Nhưng mà chúng ta cũng biết là đây là một cái gói nâng cấp, nó cũng khá là đặc thù, bởi vì cái nhu cầu này nó cũng cao tiền đó anh em. Phải mua một chiếc xe như thế này rồi phải độ một cái gói này, cái này nhập về cũng khá là mắc tiền đó. Cho nên để độ được như thế này thì anh chủ xe chắc có lẽ là cũng yêu thương cha mẹ mình dữ lắm, cho nên là phải bỏ ra một cái số tiền rất lớn để mà làm chiếc xe này. Và bây giờ chúng ta không có dài dòng nữa, chúng ta sẽ vào trực tiếp cái ghế này ha. Và bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là cái ghế này nó đang ngồi ở bên trong như thế này, và để di chuyển nó ra ngoài làm sao mà để mà hỗ trợ á, thì bây giờ Hưng sẽ sử dụng nó cho mọi người xem ha. Bây giờ mình mời mọi người, mời anh cameraman đứng xa ra một xí đó. Không cần anh đứng xa, để anh không có đứng xa đó. Bây giờ anh cameraman có thể lấy được tổng quát cái này ha. Thì ở bên hông đây thưa anh em là cái remote. Cái remote này nó có sẽ, ví dụ như Hưng là tài xế đi, Hưng tài xế, Hưng chạy xe tới, Hưng mở cửa ra, Hưng đứng ở đây đó, Hưng đứng ở đây để mà Hưng mở cái ghế này ra đó, Hưng mở cái ghế này ra đây, mọi người nhìn nó chạy ra nha mọi người. Đó, nó sẽ đi ra như thế này để mọi người cùng xem nha. Đó, thì cái ghế này nó hoạt động thì tốc độ ra của nó sẽ chậm mọi người à. Bởi vì khi mà một người lớn tuổi, người già hoặc là những người khuyết tật á, ngồi lên cái ghế này thì cần nên là di chuyển chậm để gọi là đảm bảo an toàn. Và cái ghế này khi di chuyển á, nó cũng có luôn cái bộ cảm biến gọi là khi mà chúng ta va chạm gì đó, nó sẽ bắt đầu là nó dừng, nó hạn chế cái chuyện mà va chạm cơ thể của chúng ta đó. Và như mọi người cũng thấy không, thì cái ghế này di chuyển ra như thế này là chúng ta chỉ có việc là đặt người thân của chúng ta ngồi ở đây đó, đặt ngồi ở đây thôi là thế là nâng lên thôi. Và cái ghế này á, thì theo như nhà sản xuất công bố á, là cái ghế này tải trọng tối đa của nó là được khoảng hơn 200 kg. Thì Hưng cũng test thử rồi, Hưng nghĩ là 200 kg là dư sức, nhưng mà tải trọng tốt nhất để nó tải là 150 kg, thì có nghĩa là chúng ta sẽ dư sức tha hồ mà gọi là tải trọng những cái ghế này. Như Hưng 90 kg thì Hưng ngồi lên rất là thoải mái, mọi người thấy không. Và bây giờ mình sẽ mời một người ngồi lên đây để mà chúng ta cùng test xem là cái ghế này nó sẽ hoạt động đi vào bên trong như thế nào đó. Và bây giờ mình mời anh kỹ thuật đó. Đầu tiên là anh ta sẽ ngồi vào đó,
vô vào mời anh gác hai cái tay ra, để anh gác tay mời anh thắp dây an toàn vô. Nó đang ngã lưng ra rồi, để cái này ngã lưng không cho kéo dây xích beo. Hồi nãy chúng ta phải nâng lưng lên nó mới cho phép chúng ta sử dụng dây xích beo đó. Và bây giờ là Hưng sẽ di chuyển vô nha. Đó, đây, và bây giờ nó sẽ nâng lên. Mọi người chú ý xem là cái cách nó di chuyển là nó có vướng người hay không, có vướng chân, vướng đầu gối hay không nha. Và nó tải nặng thì nó vào rất là ok. Mình nghĩ anh trai đây chắc cũng khoảng là 65kg đó. Đây, đặc biệt không vướng đầu mọi người ơi. Anh cao cũng 1m7, không vướng đầu, đi vào khá là ok, nhẹ nhàng. Đó, mọi người lưu ý về cái phần đầu gối ha. Đây, nó sẽ di chuyển vào. Đó. Đó, nó di chuyển, bắt đầu nó đi di chuyển vào, nó bắt đầu nó đi xéo vào. Đấy. Và ok, thế là đã vào bên trong, hoạt động khá là trơn tru và ngon lành đấy. Như mọi người thấy á, thì những cái nhu cầu như thế này á, thì đặc biệt và cũng hiếm hoi đó, trừ khi là chúng ta có một cái khoản tiền khá là lớn, hoặc là chúng tình yêu thương chúng ta dành cho người thân khá là lớn, cho nên chúng ta mới làm những cái gói độ như thế này. Và Hưng cũng đánh giá cao cái tinh thần và tình yêu thương của anh chủ xe dành cho người nhà của mình. Vừa rồi là một cái clip mà ngắn mà Hưng muốn chia sẻ với mọi người cái câu chuyện mà Hưng đi ra Hà Nội để làm chiếc xe này, khá là ý nghĩa đối với Hưng, bởi vì những cái gói độ này khá là nhân văn đối với cái cách suy nghĩ của Hưng. Ngày hôm nay đi thì cũng không có chuẩn bị đầy đủ vấn đề mà máy móc quay, cho nên mình phải quay bằng điện thoại và ghi âm bằng điện thoại. Cho nên nếu như chất lượng âm thanh và hình ảnh của video này nếu có kém thì mong mọi người thông cảm cho Hưng nha. Chịu khó xem và Hưng cảm ơn mọi người đã xem cái video này của Hưng. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video mà Hưng nâng cấp độ xe lần sau nha. Và xin chào tạm biệt mọi người. Và một lần nữa, mình là Hưng, đến từ Phonet Auto, một cửa hàng chuyên chăm sóc, nâng cấp và độ xe cá nhân hóa ô tô. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.